trên đường đi Costco. À, nếu mà bạn nào ngán những cái video mỗi ngày đi chợ búa của mình thì mình đành chịu, tại vì cuộc sống nó cứ bình lặng như vậy đó các bạn. Đi làm, đi chợ, nấu ăn. Nhưng mà miễn như vậy nó cũng thấy rất là vui, tại vì theo nó bình lặng như vậy đi còn hơn là mình không được khỏe hoặc mình mà có vấn đề gì thì nó rất là mệt. Ok, các bạn hãy theo mình nhé. Đây là mắt kính đen của nắng ấm. À, như các bạn biết là mình đi làm thì mình có bảo hiểm mắt, cho nên mình có thể có một cái cặp mắt kính đen, tùy bảo hiểm có thể là mỗi năm có một cái. Và nắng ấm, các bạn khuyên các bạn là mỗi lần mà trời nắng thì chúng ta phải đeo mắt kính đen, tại vì bác sĩ nói là cái tia mà của nắng á, nó chiếu trong mắt mình mà mình không chịu đeo thì mắt sẽ mình nó sẽ bị yếu dần và sau này nó sẽ rất là sensitive với ánh sáng, là nó gặp ánh sáng quá thì nó sẽ rất là yếu, nó không có thoải mái, và nếu mà để dài lâu dài dài nó sẽ bị cườm mắt. Cho nên các bạn hãy đeo một cặp mắt kính đen khi trời nắng và nhớ chọn ráng dành dụm tiền mua một cặp mắt kính xịn nha, đừng có đeo mắt kính mà dởm thì nó cũng chẳng có bảo vệ gì cho chúng ta hết. Chúc các bạn luôn khỏe mạnh. Thấy cái chữ Trader Joe đó không? Trader Joe là một cái tiệm bán đồ toàn là organic thôi. Và trong kia là Costco. Và cái khu đó là đổ xăng Costco thì nó rẻ hơn. Ok, bây giờ Nắng Ấm sẽ tiến thẳng vào khu đó. Chồng Nắng Ấm đợi cái parking nó lâu lắc luôn. Giờ mới từ từ đi ra. Rồi bây giờ chúng ta phải vô park. Nãy giờ đợi lâu lắc là người cứ chạy tới chạy luôn. Cuối cùng cũng đã có parking. Khi mà các bạn đi Costco vào weekend á, mệt lắm. Nhưng mà hôm nay nó không có đông lắm. Ok, let's go. Chúng ta đang đi vào Costco. Bán cây cho tớt. Oh, day on sale, cái lotion mà Nắng Ấm cần mua. Thay vì là 15.99 sale 7 đô, còn 8.99. Oh my god, that's perfect. Thì mình sẽ lấy một cái. Wow. Can you use that? What's on sale? It's okay. Toothbrushes. Yes, it's over there. So yes. So còn cái này on sale là oh, that's perfect. It's on sale today. Okay. Cái này thì mình không cần. Okay, perfect. Thank you. Kem bóc đánh răng của Mon Sen nha các bạn. Software khai thuế 54 đô. Họ sale mấy cái tắc nè. Để coi một cái tắc nhiêu tiền. Cái tắc này không có ngon bằng tắc Việt Nam. Wow, tốt nè. $10 một chậu. Đèn thêm nó không? Có mình đó. Nó tự phụ nữ trang. Furniture, bàn ghế nè các bạn. Nhưng mà loại khu Việt Nam mua cũng rất là rẻ. Ở đây 179 đô. Lobster vẫn rất là mắc. Bự ghê. $50, $40, $50. Bự dĩ này 20 khá là mắc đó nè.
chục hai con. Còn hai con cô cũng là mua 7 đồng 99 một hộp, mắc không ta? Khô bò chân thử. Teriyaki is good. That's why we say it's good. This sriracha, the spicy honey sriracha. Mực. Hai con. Có bánh chè bông. Con khô. 14 đồng 9. Đã đi chợ xong, bây giờ chúng ta sẽ về nhà. Về nhà Lan Anh sẽ review một số chiếc mình mới mua rất là thích. Và về nhà làm video khỏi cần phải make up. Tại hồi sáng Lan Anh đã make up rồi. Ok, bye bye các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Và mình sẽ hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp. Và chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ nhé.